Lam Chi, con tay thưa hai ông đi con. Dạ thưa. Trời trời, sao nói trống không vậy con? Khoanh tay thưa lại đi con. Ông làm con đau, thả tay con ra. Xin lỗi, nhưng mà con phải chào người lớn chứ. Đúng rồi, khoanh tay thưa ông lại. Nhưng mà nó không chào rồi mà. Làm chào lại à? Không, có chuyện gì vậy bà? Biểu nó chào người lớn cái nó nói trống không rồi con. Dạ con xin lỗi. Con có điều gì vậy? Mẹ con có chào mà. Ờ chống bà mà không giữ người ta. Chỉ rằng ha. Con biết lỗi chưa hả? Con không nữa hay không? Con nhớ nó nghe chưa? Hư hỏng. Có cho nó ăn đòn thì cũng vậy thôi, không có tác dụng gì hết á. Cô dạy con nít nó đàng hoàng thì nó càng ngày nó càng hư bà. Hay là ông thử giao nó cho tôi dạy thử có được không? Giao cho bà hả? Ừ. Tôi thấy ngay từ đầu á, con bé có hơi hỗn sự một chút. Nếu mà không dạy dỗ và nghiêm khắc từ bây giờ á, thì sẽ không có được đâu. Nhưng mà con bé này nó lì lượm lắm, mà không phải là lần một lần hai đâu, cũng phạt nó hoài đó chứ. Tôi biết mà. Với những đứa bé có tính cách như vậy á, phải có cách để mà dạy dỗ nó. Chứ còn ông đánh hoài như vậy là không có được đâu. Ông cứ tin tôi đi, tôi sẽ tìm cách dạy dỗ con bé, sẽ làm thay đổi nó mà. Xong chưa? Lẹ lên. Con đi. Mau lên. Ông đi. Em từ từ nắm cái chừng đau tay con. Ông đi. Ông đi mà. Ôi, đừng đánh con mà. Không đi cũng phải đi. Qua đó tuần lễ rồi gì à? Lâu lâu. Thôi, được rồi, đừng có đánh. Để anh nói. Con gái, làm chi, nghe lời ba. Đi qua đó một tuần rồi ba rước con về. Ha. Ngoan. Con mà con. Mắc mơ gì phải năn nỉ. Đi. Đi mày đưa. Ông đi mà. Ông qua đây. Chào cô chú. Chào chị nha. Ông qua đây. Ông nha. Thôi là làm chi. Ông đi. Ông đi. Có ổn không vậy anh? Không biết nữa. Tôi giao hai đứa nhỏ cho bà đó nghe. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho hai đứa thật là chu đáo. Cảm ơn bà. Dạ, ông đi về cẩn thận. Nhớ là phải nghe lời bà nghe chưa? Dạ. Cả Lam Chi cũng nghe lời bà nghe không? Thôi tụi về nha. Dạ. Ông chào ông. Ừ. Nào mấy đứa. Chắc các con cũng đã biết là sẽ sống ở đây một tuần rồi chứ? Dạ, tụi con biết bà. Làm chi? Sao không trả lời bà? Sao lại nằm dài trước mặt bà như vậy? Mau đứng dậy liền chứ bà. Được. Trong vòng một tuần, bà sẽ sửa hết tất cả các thói hư tật xấu của con. Con cứ chờ đó. Thôi, con đi về nhà của con đây. Cái gì? Về nhà? Được. Bà sẽ gọi cho mẹ con. Alo, mẹ Lam Chi hả? Dạ là tôi đây. Nếu mà chưa đủ một tuần mà Lam Chi đã trở về nhà, nhất định cô không cho nó vào. Sau đó phải đánh nó 50 rồi, rồi dẫn nó quay trở lại cho tôi. Cô hứa với tôi rồi chứ? Được, nhất định như vậy nha. Cảm ơn cô. Sao? Con vẫn muốn về nhà sao? Quay trở vào. Thôi được, mời trợ giảng. Tới rồi đó hả? Tại sao không biết chào tôi? Dạ, chào trợ giảng. Cô đỏ kìa, có nghe tôi nói không? Tôi sẽ tự giới thiệu. Tôi là Văn Quốc, sẽ là người chịu trách nhiệm hai đứa trong thời gian tới. Rõ chưa? Dạ rõ. 5 ngày sắp tới đây, các con sẽ được học về các nghi lễ
và cách ứng xử. Và những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày vô cùng thú vị, hoặc là những ngày sẽ sống ở dưới địa ngục, là tùy thuộc vào thái độ của hai con đó. Hai con nghe rõ rồi chứ? Hai đứa có 5 phút bước vào phòng cô Liễu thay đồ. Đúng 5 phút sau có mặt tại đây. Rõ chưa? Nghe rõ. Sao con lời mẹ quá vậy? Nhanh! Còn 4 phút! À, gì trời? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học về các lễ nghi chào hỏi. Khi mà gặp người lớn, các con phải làm gì? Dạ, để đó cho con. Hai đứa nhìn tôi cho kỹ rồi làm theo. Khi gặp người lớn, chúng ta phải khoanh tay lại và nói: con xin chào ạ. Từng người một làm theo cho tôi. Bắt đầu. Dạ, con xin chào ạ. Làm chi? Sao con không làm? Tại sao con phải chào chứ? Làm chi? Bước ra đây. Nè, cái chú đáng ghét kia, chú đang nghĩ chú là ai? Nhìn lên! Làm theo y chang như tôi. Một, ngồi xuống. Con xin chào. Hai, đứng lên. Con sẽ quay. Bắt đầu. Mà ơi, ồn ào quá. Làm lẹ đi. Tâm Anh, con làm xong rồi thì ngồi xuống đi. Nhanh lên. Làm 10 lần cho tôi. Một, con xin chào. Hai, con để ngoài. Nói lớn lên, không có lý gì cho mau. Một, con xin chào. Hai, con sẽ ngoan. Lớn hơn nữa. Một, con xin chào. Hai, con sẽ ngoan. Khi còn nhỏ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, không được hư hỏng, không được ham chơi, thế mới là trẻ ngoan. Lớn hơn. Chào chị. Ờ, qua nhà chị có chuyện gì hả? Dạ, sẵn ra ngoài thì cô Liễu nhờ em mang đồ của Lâm Chi và Tâm Anh qua đây luôn. Bộ có chuyện gì hả? Dạ, thì trong quá trình tập luyện thì mặc đồng phục cho nên không cần mấy cái này nữa. Ờ, nè. Dạ. Lâm Chi nó học được không vậy? Ờ, dạ, rất tốt. Chị đừng có lo nha. Cảm ơn em dạ, nha. Dạ, chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ học cách ăn uống. Phải ăn uống thật là sạch sẽ. Quan trọng nhất là không được phàn nàn về thức ăn. Trợ giảng hãy làm mẫu. Được rồi. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. 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 Làm chi? Sao con không ăn? Không có miếng thịt nào mà sao con ăn được? Con không ăn mà không ăn. Bây giờ con sẽ đi dọn nhà của con. Vậy ông uống sạch sẽ. Ông cần nhận thức ăn. Vậy ông uống sạch sẽ. Ông cần nhận thức ăn. Lớn hơn nữa. Phải ăn uống sạch sẽ. Dậy, dậy, dậy! Trời sáng rồi! Nhanh lên! Má ơi, 4 giờ sáng, ai phá vậy? Tự xếp mềm gói,
bài tập thể dục. Nhanh. Chị ấy đau sẽ mệt giùm em ơi. Cái gì? Hả? Là chú hả? Trời ơi, tôi đang ra địa ngục nhưng về nhà. Quét sân, quét. Quét, 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 quét. Cô kia, nghiêm túc vào. Quét, 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 quét. Quét, 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 quét. Không làm nữa đâu. Làm chi? Tụi mình tới đây để làm ngỡ hả? Lại vậy nữa rồi. Mày thích thì mày làm đi. Tao không chịu nổi nữa rồi. Bây giờ tao phải đi về nhà của tao đây. Lâm Chi! Lâm Chi à! Đứng lại đây! Lâm Chi! Ủa? Lâm Chi đâu rồi? Dạ... Lâm Chi chạy về nhà rồi. Hả? Chưa về tới nhà hả? Anh biết rồi. Nè Lâm Chi, tại sao trò lại bỏ trốn hả? Như vậy bây giờ phải thật nặng thì mới sợ đúng không? 1 Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Lên 1 Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Lên Không được bỏ trốn. 2 Phải ngoan. Mấy con phải nhớ, sau này phải là những đứa trẻ ngoan đó, biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Thoải mái quá. Yeah, yeah. Lâm Chi nè, bộ mày thích lắm hả? Bộ mày không thích hả? Nếu vậy thì mày quay về ngôi nhà đó mà ở luôn đi. Dầu 100 cây, thực thi. Đã về nhà rồi mà. Dạ.
Dám cãi lời hả? Thực thi! Ác mộng. Trời ơi, ngủ mà cũng không để yên.